Cuối giờ chiều ngày 24 tháng 6, hàng ngàn người vẫn đổ về nhà thi đấu Phú Thọ, quận 11 để tiêm vaccine COVID-19. Do lượng người quá đông khiến lối vào khu vực tiêm chật kín người. Tại đây dự kiến có khoảng 9.200 người là lao động, công nhân viên chức, dân phòng của thành phố được tiêm chủng. Bên trong khu vực tiêm được thực hiện giãn cách theo quy định của Bộ Y tế để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Bố trí hơn 40 bàn, 230 nhân viên y tế đến từ nhiều bệnh viện như Bệnh viện Quân y 7A, Bệnh viện Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tiêm, người dân phải trải qua các bước kiểm tra sức khỏe để đảm bảo đủ điều kiện tiêm chủng. Người dân tiêm xong sẽ được ngồi theo dõi trong vòng 30 phút mới được ra về. Mệt mỏi nên, nhưng mà nó cũng không có quá nhiều, tại vì bạn em sức khỏe cũng khỏe nên là em mới quyết định là mình đi tiêm để mình bảo vệ chính mình thôi. Nhưng mà còn nếu mà mấy cái phản ứng thì em nghĩ là tất yếu phải có thôi, nhưng mà mình sẽ nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ thì nó sẽ hết. Nên là em lựa chọn tin tưởng biết được, em đi tiêm thôi. Cũng hồi hộp, đầu tiên là hồi hộp không biết mình có hợp với cái vaccine và có phản ứng gì không, nên hoặc là có rủi ro gì không, nên cũng hơi là căng thẳng với lo lắng tí. Thì mình cảm thấy rất là ổn. Lúc đầu chích vô thì hơi đau một tí, nhưng mà sau thì mình ngồi thấy nó chỉ hơi nóng với cái tay thôi, còn lại mọi thứ bình thường. Tìm hiểu nhiều loại vaccine á, thì mình cũng nói chung là tìm hiểu, nhưng mà dịch nó căng thẳng á, thì mình nếu mà có cơ hội chích thì mình vẫn nên chích để mình bảo vệ bản thân mình và những người xung quanh mình đó. Anh cũng tiêm vaccine rồi, anh cũng hy vọng mọi người ai cũng được có cơ hội và tiếp cận vaccine để mà đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình xung quanh. Ghi nhận của phóng viên, đến 19:30, người dân vẫn kiên nhẫn đứng xếp hàng dài để được tiêm vaccine COVID-19. Nhân viên y tế dù đã mệt nhoài nhưng vẫn cố gắng giúp người dân hoàn thành mũi tiêm để họ an tâm ra về. Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ ngày 19 tháng 6 cho các nhóm ưu tiên mở rộng, công nhân, người dân vùng nguy cơ cao bùng phát dịch. Mục tiêu của thành phố là tiêm 200.000 liều trong một ngày. Hoàn thành tiêm trong vòng 5 đến 7 ngày, dự kiến 6% người dân thành phố sẽ được tiêm vaccine sau 7 ngày. Gần 1.000 đội tiêm chủng đã được thành lập, hơn 5.000 nhân viên y tế từ hệ thống CDC quận huyện, trạm y tế, các bệnh viện công và tư, phòng khám đa khoa, trường đại học y được huy động tập huấn về an toàn tiêm chủng để tham gia chiến dịch. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về PLO@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.